Rồi, hello, xin chào anh em ha. Anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh sẽ về cho anh em một em xe rất là tuyệt vời. Để mình quay trực tiếp em xe đó ha. Đó là em CBR 650R. Đây anh em. Con xe này tuyệt vời ở điểm nào là nó có rất là nhiều đồ chơi nha anh em. Và anh em theo dõi cho Minh nha. Sau dạo này mình làm shop mới thì mấy anh em ít qua chơi cà phê cà pháo với mình ha. Mấy shop cũ thì rất là nhiều. Ở shop mới thì mình thiết kế là tivi đồ, thấy anh em thấy không? Tivi nghe nhạc đồ nè. Ngồi đây là nghe nhạc loa đồ cho anh em, mà anh em ít qua chơi với mình thì làm clip này anh em nhớ qua cà phê cà pháo với mình ngắm xe nha anh em. Rất là nhiều xe cho anh em ngắm nè anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình quay trực tiếp em CBR 650R ha. Rồi, thì xe này á một chủ đập thùng nha anh em. Đây, đăng ký ngày 1 tháng 2 2021 nha anh em, một chủ đập thùng từ đầu nha. Ngày 1 tháng 2 2021 một chủ nha anh em. Rồi thì bây giờ xe này rất là mới ha. Đầu tiên thì cho anh em coi ô đo, và xe này mua ở Honda Hoàng Việt nha anh em. Đó, và bây giờ mình cho coi anh em coi ô đo trước ha. Xe này chỉ mới đi 4.000 cây thôi nha anh em nha. Bao anh em chết hãng các thứ luôn. Đó, xe này tại vì chủ là bạn của mình nên mình biết hết toàn bộ cho nên anh em yên tâm. 4443 km nha anh em. Đó, 4.000 km thì xe cũng mới rô đai xong thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi từng bước cho anh em xem cho nó dễ nha anh em nha. Rồi, thì đầu tiên là xe này có lên bộ AK Movit 35 triệu nha anh em, full set đó, full set. Rồi cho anh em nghe tiếng bô luôn, khỏi nói nhiều, set bô là 35 triệu. Xe này đồ zin còn đầy đủ nha anh em. Tiếng đã rồi ha, nguyên set bô luôn. Đó, set bô 35 triệu ha anh em ha. Bao gồm công lắp ở hãng. Thì cái bô này anh em mua thì mình sẽ giảm cho anh em 50% nha, còn toàn bộ đồ chơi cho hết. Xe này báo giá luôn cho anh em ha, mình bán 215 triệu nha anh em. Là trừ cái bô ra thôi, còn toàn bộ đồ chơi tặng anh em hết nha. Rồi, tiếp theo là trợ lực ô lin đi. Trợ lực ô lin đó, cái trợ lực ô lin này lên tại hãng luôn nha anh em nha. Trợ lực ô lin này là khoảng 10 triệu nha anh em. Đó, khi mua xe là anh em có những cái này luôn đó, trợ lực ô lin 10 triệu. Và xe anh em yên tâm, có chìa khóa đầy đủ luôn, tại xe bạn mình cũng mới mua mà nó giữ kỹ. Trợ lực ô lin 10 triệu. Rồi, ok anh em. Rồi cho anh em coi cái gì nữa ta, để kính chắn gió GTR nha anh em. Đó là kính chắn gió màu màu đen đen này nè. Kính chắn gió GTR. À, hình như cái này là, để mình coi coi. Cái này là khoảng tầm 2 triệu á anh em. Rồi, kính chắn gió GTR. Rồi, tiếp theo là cái bộ ốp động cơ nha anh em. Bảo vệ động cơ nè. Đó cái bộ ốp này nè. Đó, bộ ốp anh em thấy chưa? Bộ ốp động cơ bên đây và ở bên đây. Này là đồ chính hãng hết nha anh em. Đây, bên đây anh em thấy cái ốp che không? Khi mà anh em có va quẹt thì nó sẽ không có chày. Cái này là bằng nhôm CNC hết nha anh em. Đó, hai bên anh em coi kỹ nha. Rồi, hai bên. Thì giá của nó là khoảng 6 triệu nha anh em. Bộ ốp động cơ khoảng 6 triệu. Để mình xoay chiếc xe ra đây cho anh em dễ coi. Đó. Rồi, khoảng 6 triệu. Rồi, tiếp theo là cái cây phục ô lin nè anh em. Đồ zin còn đủ nha anh em. Đây, cây phục ô lin là sao nè. Anh em mua xe này là đỡ tiết kiệm, khỏi tốn tiền lên đồ chơi. Cái cây phục ô lin sao này nó khoảng là mười mấy triệu theo mình nhớ. À, 19 triệu 500 bao công lắp nha anh em.
phục ô linh sa 19.500.000. Đồ của hãng là có bill hóa đơn đầy đủ nha anh em nha. Rồi anh em yên tâm rồi, anh em coi kỹ cái phục ô linh chưa. Rồi phục ô linh xong thì mình sẽ tới cái gì, tới chống đổ đi ha. Chống đổ hai bên, chống đổ hai bên là khoảng đâu rồi, chống đổ 3.700.000 nha anh em nha. Bộ chống đổ này là khoảng 3.700.000 nha anh em nha. Rồi rồi chưa, bảo vệ các nước nè anh em nè, bảo vệ các nước 1.600.000 nha anh em nha. Đồ chính hãng có bill đầy đủ nha anh em nha, anh em yên tâm nha. Đó, còn một số đồ chơi nhiều lắm nhưng mà mấy cái lặt vặt giống như giá đỡ điện thoại mình không có liệt kê nha anh em. Rồi tiếp theo good ship. Wood ship này là chưa có ghi giá vô đây nha anh em. Wood ship này là chưa ghi giá nha, hỗ trợ sang số nhanh nha anh em. Wood ship là hỗ trợ sang số nhanh. Mượt mà anh em đi rất là sướng nha anh em. Bao anh em test wood ship luôn rất là đã. Đây wood ship nè anh em. Đó. Rồi, chợ sáng anh em. Chợ sáng này chợ sáng hàng riêu. Khoảng một cặp nó khoảng 3-4 triệu gì đó. Đó, mình tầm cỡ đó. Rồi. Rồi nhiều lắm anh em. Rất là nhiều đồ anh em à. Quay không hết cho anh em luôn. Đồ zin còn đủ luôn. Đó, chợ sáng là một cặp luôn nha anh em, một cặp chợ sáng nha. Đó. Để mình ra đây mình test chợ sáng cho anh em. Thì tổng cộng đồ chơi đâu đó khoảng tầm 70 triệu nha anh em. Đây. Đó, chợ sáng mà anh em không có thích hai cái vàng thì anh em tháo ra là màu trắng nha. Rất là sáng, để mình tắt hết đèn mình cho anh em coi cái độ sáng của nó nha. Mình review thì anh em khỏi lo chi tiết luôn. Đó, anh em thấy cái độ sáng chưa? Sáng một vùng trời luôn. Test chợ sáng cho anh em. Đó. Rất là đã nha anh em, tuyệt vời. Ok. Rồi thôi thì mình tắt cho tiết kiệm bình. Đó. Rồi. Vậy ha. Đó, rồi mở đèn lại nè. Review thực tế cho anh em luôn. Đó. Rất là tuyệt vời. Đó. Rất là nhiều đồ chơi. Đọc nhiều lắm. Mình tới đây thì anh em sẽ coi thực tế hơn. Này có bát tăng sơn luôn nha anh em. Rồi bát bên năng đồ đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi nè, xe 4.000 km thì anh em khỏi phải lo ha, mọi thứ nó còn đều mới tinh luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không, dĩ rồi nói chung là mọi thứ còn đều mới luôn anh em, mọi thứ là mới hết. Mọi thứ là mới cực kỳ nha anh em khỏi phải lo. Và xe này anh em cứ yên tâm đi nha, mình hỗ trợ anh em bao rút hồ sơ này nọ luôn nha. Một chủ đập thùng, còn anh em muốn ký ủy quyền đi liền là đều được nha anh em. Đó, xe này một chủ thì anh em ký ủy quyền đi thoải mái, trải nghiệm chơi là ok. Bộ tem là đáng 5-6 triệu đó nha anh em. Bộ tem còn bảo hành tới 2 năm luôn nha anh em. Kể cả cái tem này là chủ xe đều chơi hàng riêu nha anh em, bảo hành 2 năm được nha anh em. Đó. Rất là đẹp, tuyệt vời. Xe này thì không có gì để chê hết. Rồi thì xe này anh em không có gì để chê hết. Mọi thứ là đều mới và can. Cực kỳ mới. Đó. Mới mà nhiều đồ chơi, anh em mua xe này đảm bảo anh em là tiết kiệm là gần 100, hơn 100 triệu. Bây giờ xe mới là khoảng 260 nha anh em. Rồi anh em lên đồ chơi này nọ, trợ lực
này nọ đồ á là khoảng 3 đến 40 triệu nữa là anh em tiết kiệm đúng phải 100 triệu anh em. Cho nên anh em mua xe mới là phải suy nghĩ khi lấy em này nha anh em. Xe này mà full đen nha anh em. Full đen rất là đẹp. Vỏ nè. Đó, mọi thứ là còn mới luôn nha anh em, khoảng 99-98% nha anh em. Mới rô đai xong mà. Đó, mấy cái miếng này cũng mắc tiền lắm nha anh em. Anh em mà đã chơi rồi thì những cái miếng này đều mắc tiền, anh em chơi xe để anh em hiểu nè. Đều mắc luôn. Mấy miếng này đều mắc luôn, toàn là chơi đồ xịn không nha anh em. Trợ lực nè, anh em đi tốc độ cao tăng chỉnh rất là ok. Giá đỡ điện thoại cũng là giá đỡ xịn luôn nha anh em. Những anh em xem clip mà anh em đã chơi rồi anh em biết chiếc xe này lên đồ rất là xịn nha anh em. Tại vì trong hãng người ta không bán đồ dởm cho anh em đâu nha. Đó, nhưng mà nó hơi mắc. Thực sự mà nói là trong hãng lên đồ chơi cực kỳ mắc nha anh em. Đó, bên mình ngoài những con bò lớn này thì còn những em bò nhỏ nè, anh em mà tham khảo chơi nè. Năm mấy triệu à, đó. Còn đây là em bò lớn, mình quay trực chi tiết bò lớn cho anh em xem. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay một vòng cho anh em xem rõ ha anh em ha. Đó, thì nó đẹp lắm anh em, giờ mình cũng không biết nói gì nữa anh em à. Đẹp tuyệt vời, đó, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Rồi về mình spa cho em nó nữa, đẹp từ trong ra ngoài. Anh em nào mua thì ghé 106 Trần Văn Kiểu nha anh em. 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 nha anh em. Shop mình nạp mà mặt tiền đường lớn nha anh em nha. Đó, ghi cho anh em biết luôn, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Đó, bên mình có nhận giao lưu trao đổi mọi dòng xe luôn nha. Đó, bữa nay quay về cho anh em coi cho nó sướng luôn. Góc nhìn thứ nhất của mình, đó, góc nhìn thứ nhất. Rất là đẹp luôn, xe mọi thứ còn mới tinh. Đó, đồ zin là còn đủ luôn nha anh em, không thiếu một món gì luôn nha. Bạn mình nó đi hơi bị kỹ á. Bảo hiểm xe là còn đầy đủ luôn. Đó, quay lại cho anh em coi cái cà vẹt. Đó, một chủ đập thùng nha anh em. Anh em chết ra nhiều chủ là anh em có thể chửi tôi hoặc là anh em không mua xe nha anh em. Đó, một chủ đập thùng luôn. 2021. Rồi, ok anh em. À, nó mua bảo hiểm đầy đủ nè anh em, xe mua bảo hiểm đầy đủ không có thiếu gì hết. Chủ này khá là kỹ. Mình đi xe mình không bao giờ mua bảo hiểm không nha anh em. Đó. Đẹp không anh em? Đó, rồi cho anh em ngắm lại dòng là mình up clip nha anh em. Anh em nào mua cứ liên hệ cho mình nha, thì những gì cần quay thì mình đã quay hết rồi. Anh em coi gì mà không kỹ nữa thì mình không biết cái clip nào mà để quay kỹ cho anh em, cái shop nào mà quay kỹ cho anh em như mình luôn. Đó. Quay kỹ từ cái tay thắng bao tay luôn tại xe nó quá mới. Đó. Đó, nói chung là xe không có chạy xước gì hết anh em, đẹp cực kỳ luôn. Rất là đẹp luôn, từ dàn chân nè, ốc ác nè. Đó, cái chỗ này người ta lên sẵn một cái ốc này để mình bắt cái gác bô á anh em, khi mà mình không chơi đúc gầm nữa thì mình chơi gác lên đây nha anh em. Nhưng mà chơi cái bô này mới là ngon nha anh em, ba mấy triệu nó có giá của nó, xe không cần phải máp lại nè. Cái bô này là mình không cần phải máp, mình không cần phải chạy ECU rồi. Nói chung chạy gắn lên là nó mạnh nữa, tăng mã lực nữa, anh em cũng nghe tiếng bô đầu clip rồi đó. Thì anh em nào lấy cái bô này mình để lại anh em nửa giá luôn khi anh em mua xe này nha. Anh em muốn mua cái bô này cứ inbox mình, AK Movit Real. Real. Đó. Cục máy nè anh em, cực kỳ đẹp luôn, đồ chơi đầy đủ luôn nha anh em. Đó, bao anh em chết hãng luôn nha. Anh em nào thích chết hãng là cho anh em chết hết luôn, toàn bộ luôn. Tại xe này thì mình bảo đảm tại vì mua bạn mình. Còn những xe mua người lạ thì mình chỉ bao cho anh em thôi, tại mình chết xe kỹ càng, bao bảo hành cho anh em. Còn xe này thì bạn thân mình thì ok, lụm hết. Có gì tôi nắm đầu thằng bạn tôi ra nha anh em. Đó. Mà nó đi mới thì nó đi kỹ lắm anh em. Thì anh em mà chơi đồ chơi thì biết à, lên đồ chơi đáng đồng tiền. Rồi ok anh em ha. Đó, chuẩn bị mai mốt rảnh lên sóng cho anh em con MT03 đẹp nhất ở thời điểm hiện tại luôn nha anh em. MT03 đẹp nhất ở thời điểm hiện tại, xe chùm mền. Rồi mình sẽ quay chi tiết sau. Bây giờ mình chỉ tập trung chi tiết em này thôi. Mỗi ngày một cái chi tiết thôi nha anh em nha. Bên mình nhận giao lưu trao đổi mọi dòng xe, mua bán mọi dòng xe, hỗ trợ anh em UPCC, hỗ trợ anh em đổi xe luôn nha. Tay ga gì là đầy đủ có hết nha anh em, từ xe nhỏ đến xe lớn. Bên mình không kén một xe nào nha anh em. Xe nào đẹp là lụm hết nha anh em nha. Rồi ok anh em. À, đây địa chỉ ở ngoài mặt tiền đường lớn nha anh em. 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Rồi ok anh em chưa? Để tối mở bảng hiệu lên cho anh em coi cho đẹp nè. Đó, sẵn quay một cái luôn. Anh em nào cứ ghé tôi chơi thoải mái nha, tôi sống bình dân lắm nha anh em.
đó anh em, ban đêm bao đẹp luôn nha anh em, đó thấy rồi, ok anh em, đó ban đêm là bao đẹp luôn ha, tuyệt vời luôn, hết sảy 0,7 luôn, đó anh em cứ ghé tôi 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10 quận 6 nha anh em. Anh em nào chưa mua xe thì qua uống cà phê cũng được, còn anh em nào có xe rồi thì qua tôi rửa xe thay nhớt ngày nọ nha anh em, bảo trì xe đầy đủ luôn, bên tôi có làm hết luôn, xe anh em hư là bên tôi làm toàn bộ hết luôn nha anh em. Ví dụ như giá vỏ nè, thay bạc đạn, thay nhông sinh dĩa là bên tôi làm hết cho anh em, nên anh em mua xe là cứ yên tâm mà chạy, có chỗ chơi luôn. Đó, chiều chiều anh em mình ra đây ngồi cà phê đồ tụ tập đồ nói chuyện xe. Ok anh em nha, bye bye anh em và hẹn gặp lại. Thấy hay là nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Minh Biker nha anh em. Đó, cái nút bạc nè. Đó, anh em subscribe kênh YouTube của mình nha để chuẩn bị lấy nút vàng nha anh em. Rồi, bye bye anh em, sẽ cập nhật nhiều dòng xe mới cho anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Từ nay mình sẽ quay như vậy nhiều để anh em dễ coi anh em à. Có nhiều anh em nói quay vậy là dễ coi xe. Đó, muốn cái gì quay cái đó, đó muốn phuộc là quay phuộc. Muốn cái gì là quay cái đó cho anh em coi. Đó, tuyệt đẹp nha anh em. Xe này á chỉ cần anh em về lên thêm cái đuôi nữa là nhức nách luôn nha anh em. Gắn cái đuôi vô là nhức nách luôn. Cái đuôi của ngàn là nhức nách luôn. Gắn vô phát một. Rồi, ok anh em, bye bye anh em nha.